Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với SNews, bản tin cập nhật tin tức nhanh có trong ngày. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật tin tức mới nhất có trong bản tin hôm nay nhé. Tình hình của người dân miền Trung hiện tại rất cần sự hỗ trợ đến từ các nhà hảo tâm. Nhưng việc trao đi như thế nào và thể hiện ra sao để thấy được lòng trung thành thì điều đó vẫn rất là quan trọng. Một hành động mới đây của một nhóm người khi mà thẳng tay ném quà cứu trợ xuống nước khiến người dân phải chụp hoặc là mò dưới nước đã khiến nhận về rất nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người đi trao quà từ thiện hỗ trợ bà con vùng lũ. Với hành động ném thẳng quà xuống nước, nhóm người này đang nhận về rất nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Theo như lời giới thiệu trong đoạn clip thì nhóm người này đến từ một kênh YouTube nổi tiếng có hơn 1,7 triệu người đăng ký. Nhóm người này gồm 5 người đi thuyền đến khu vực nhà dân bị ngập để trao quà. Chỉ cách vài mét và không khó để tiến lại gần người nhận. Tuy nhiên nhóm người này đã thẳng tay ném những phần quà xuống nước. Dưới phần bình luận thì nhiều người đã tỏ ra thái độ phẫn nộ và chỉ trích gay gắt cách trao quà của nhóm người này. Một số bình luận đã để lại như sau: sợ xuống nước thì ở nhà đi, chứ củ cho không bằng cách cho nha. Lội xuống đưa tận tay cho người ta chắc là nó té chết liền, tại chỗ hay là sao á, miếng ăn là miếng tồi tàn thiệt mà. Và những bình luận khác đã thi nhau phẫn nộ cho những hành động trên. Bên cạnh đó thì một số người cho rằng có thể vì vị trí hiểm trở khó khăn nên đoàn cứu hộ khó tiếp cận được với người dân. Việc ném các nhu yếu phẩm là điều bất đắc dĩ. Hiện thì đoạn clip này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và bình luận từ cộng đồng mạng. Và tụi mình là SD, mà đừng quên like, share cũng như là subscribe cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.